anh sẽ đặt cho em cái nhà nghỉ này này. Mà em ở cái phòng ngay đây này, mục đích này làm gì biết không? Hãy nhìn này này. Thấy chưa? Cái view đấy. Trời ơi, nếu mà đặt tham lap ở đây mà thì nó đỉnh cao luôn đấy. Nha. Em sẽ về đây ở nhá. Anh ngồi anh nhậu lai dai một mình. Nhà nghỉ này là nó có bán đồ ăn luôn đấy. À, ngắm lại nhà nghỉ này đi nha. À, view này. Vô đời luôn. À, tuyệt đỉnh. Đấy, để anh lấy số điện thoại. Để cho em đêm em về để em ở nhá. Chiều mai anh em mình ngồi nhậu ở đây với cái phong cảnh như này thì đỉnh cao luôn, và em sẽ làm được rất rất nhiều việc ở đây. À. Trời ơi. Chốt nha. Cái chỗ này đấy là địa điểm mọi người đến đây để chụp hình đấy, em hiểu chưa? Và duy nhất có cái nhà nghỉ này nó có cái view đó thôi. Đấy. Anh đặt đằng kia rồi nhưng bây giờ anh sẽ đổi lại để cho em về đây em ở. Mà em like em view đặt tham lap ấy, tức là để cho đặt cái máy quay, đặt cái điện thoại ấy, cứ để đấy cả tiếng đồng hồ để cho em hiểu ý anh nói không? Tham lap ấy. Trời ơi nó đẹp lắm, xong rồi làm nhanh nó lên ấy. Nói chung nhiều trò đấy lắm nha. Ở đây cho chú ở đây 3 đêm. Rất nhiều trò. Chiều mai mà ngồi like ở đây thì đỉnh cao của bố đời, kể cả buổi sáng.